Thank you.
giải thoát cứu khổ hồn về Tây Phương. Pháp hội đại lễ trai đàn trần lễ chứ vàng loài ấm đến cô hồn. Chiều hôm nay đền Tây đã thành tựu viên mãn. Toàn thể nam nữ Phật tử đào đàng chùa Thiên Đức chúng con thành kính đảnh lễ niệm ơn trên Hòa Thượng Chứng Minh Thừa Tòa Sám Chủ và chư tôn tỉnh Đức Tăng trong đạo tràng Kinh Sư. Quý ngài bất từ bi quyền vì lòng từ bờ và chẳng tích quan tâm cung hành pháp sự đắc đàn trật lễ và loại ấm linh cô hồn để cho người dương cũng như người ấm đều được phần hưởng lời đào đàn chùa Thiên Đức chúng con Phật sự sẽ được thanh thông. Mọi công tác Phật sự tại Phủ Từ cũng được sở nguyện sở cầu giai thành tựu. Tất cả quý nam nữ Phật tử chúng con đều được như ý sở nguyện sở cầu. Giờ này đàn đàn và thành tựu chúng con thành kính cung thỉnh Thừa Tòa Sám Chủ và chư tôn tỉnh Đức Tăng hồi quy phương trượng nghỉ ngơi. Nam mô Tự Minh Chư Bồ Tát Ma Tát Tạng Đại Chứng Minh. Chắp tay trang nghiêm để cung tiễn Thừa Tòa Phật Sám Chủ chư tôn tiễn Đức Tăng hồi quy phương trượng. Chương trình vào ngày mai, chúng tôi xin được thông tin đến quý vị